một sáng mùa xuân bầu trời đầy em bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Ngày 17 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, lịch sử của nước Mỹ, lần đầu tiên Tổng thống George Washington nhậm chức là vào ngày 30 tháng 4 năm 1793. Lúc ấy là ngày 30 tháng 4 năm 1793. Thế tại sao bây giờ lại là ngày mùng 20 tháng 1? Thời gian vừa mới lập quốc thưa quý vị Nước Mỹ còn Phải nói rằng là Còn hoang sơ lắm Đường xá không có như bây giờ đâu Phương tiện truyền thông cũng không có Như bây giờ Nên là nước Mỹ á, Là khi sau khi bầu cử Vào năm chẳng Và đầu năm lẻ Thì nhậm chức á, Thì họ tính toán cái thời gian đó, đó Là khoảng 6 tháng để cho cái người đắc cử rồi chọn đường xá mà đi về thủ đô mà hồi đó là thủ đô là ở Philadelphia tử bang Pennsylvania thưa quý vị à, phải chọn cách đi đây đi đó hồi đó họ đi bằng nó gọi là cái qua gần không mà chứ không phải là xe như bây giờ qua gần xe ngựa mà có cái cái mu bút bình lại đó thưa quý vị nên di chuyển lâu lắm nhiều khi di chuyển đi đi từ một tiểu bang này tới tiểu bang nọ nhiều khi cả mấy tuần cũng có nên là họ cho khoảng chừng 6 tháng để di chuyển và trong 6 tháng đó vì hồi đó đâu có điện thoại cho nên là thư từ để chọn cái người trong cái nội các của mình đó là thời gian đầu và như tôi đã nói rằng năm 1801 thì quốc hội của nước Mỹ thông qua đạo luật để mà biến cái vùng đất lấy một cái phần đất của Maryland, phần đất của Virginia, năm mao vuông một bên, tổng cộng là 10 mao vuông, 10 mao vuông tức là một là khoảng chừng là 160 km vuông, thưa quý vị, 160 km vuông tức là chu vi là chu vi mười ma vuông chứ không phải là 10 mai mà mỗi một mai như vậy 10 ma vuông tức là 100 ma vuông á. cái chu vi của nó thành ra 100 ma vuông tức là 100 nhiều lắm tôi có vị tôi bây giờ đếm con số như vậy thì nó biến thành cái khu vực nó gọi là Washington DC District of Columbia rồi họ xây dựng cái thủ đô đó từ năm 1801 cho đến sau này và cái kỳ mà cuộc chiến ấy, ở tại với nước Anh ấy, tôi đã nói rồi năm 1814 thì quân Anh vào thủ đô đốt cháy đốt cháy uh, uh, tòa điện quốc điện Capito rồi uh, rồi tòa hành pháp là bây giờ là tòa bạch ốc đó thưa quý vị đó là năm 1814 thì cái thời gian đó thưa quý vị là sau mấy tháng gì thì họ nghĩ rằng bây giờ đó là thôi nhậm chức là vào phải là vào tháng 3 họ ấn định cái ngày nhậm chức là vào ngày mùng bốn tháng 3 thưa quý vị sau khi mà tổng thống George Washington đi George Washington đó, nhận chức vào ngày 30 tháng 4 năm 1793 thì sau đó là họ ấn định lại đó là thành là ngày mùng 4 tháng 3 có cái thời giờ để mà di chuyển và sắp xếp các nhân sự Nhưng mà đó từ cái lúc mà thí dụ như vậy đó mỗi một lần mà một vị tổng thống đắc cử mà vị tổng thống đắc cử đó, lại là thù oán hay là không có hài lòng với tổng thống ra đi đó thì nhiều khi nó rất là khó khăn như cái thời kỳ của ông Andrew Johnson và tổng thống Ulysses Grant thì thưa quý vị đó, cái giai đoạn mà có chuyển quyền đó đó, thì họ gọi đó là cái thời kỳ lêm đất, là cái thời kỳ vịt què. Mà nếu mà để thời kỳ vịt què nó lâu quá đó, thì cũng không được. Nên là cái thời kỳ trước của Tổng thống George Washington là vào ngày 30 tháng 4, thì họ đã chuyển sang ngày 4 tháng 3. Nhưng rồi sau này thì thế giới và nước Mỹ phát triển về đường xá đủ thứ hết thì tu chính án thứ 20 của nước Mỹ được ra đời dưới thời của Tổng thống Franklin D. Roosevelt họ cho rằng là chứ là nên cắt ngắn lại cái thời gian mà chuyển quyền để chính phủ làm việc dễ dàng thời kỳ ấy thưa quý vị nước Mỹ rơi vào cái khủng hoảng kinh tế vì sau đệ nhất thế chiến đó, thì có nhiều cái khó khăn của cả toàn cầu lúc đó là cái thời kỳ năm 1929-30 là khủng hoảng kinh tế toàn cầu nước Mỹ cũng bị và tổng thống Franklin D Roosevelt đắc cử vào năm 1932 ông sẽ nhận chức vào năm 1933 thì trong cái thời gian mà đợi á đợi để chuyển quyền đó, nó là việc què, ông rất là ngao ngán. Ông muốn có những cái sự cải tổ nhanh chóng để vực dậy nền kinh tế nước Mỹ. Nên khi ông lên đắc cử, thì ông mới nói thôi bây giờ phải đề nghị là đổi cái ngày nhậm chức lại nó ngắn hơn. Thế thì quốc hội mới thông qua tu chính án thứ 20, rời ngày 4 tháng 3 sang thành ngày 20 tháng 1. Từ ngày 4 tháng 3 sang ngày 20 tháng 1 để cho cái người đắc cử lên làm tổng thống cho nhanh để giải quyết những cái gì mà họ cho rằng là tồn động. Và nó cũng có lý của nó là vì xe cổ lúc đó đã có, đường xá đã được xây cất và bắt đầu có điện thoại. Thời đại công nghệ có rồi. Cho nên họ Tu chính án thứ 20 được ra đời rơi lại thành ngày 20 tháng 1. <laughs> Nếu mà vào ngày 20 tháng 1 á, từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy đó thì ngày đó vẫn tổ chức ở tại quốc hội một cách long trọng và công khai để toàn dân biết. Nhưng nó rơi vào ngày chủ nhật thì sao thôi quý vị. Nó rơi vào ngày chủ nhật á thì ngày chủ nhật đó nó nhậm chức ngay ở tòa nhà trắng. Nghe không? nhưng ngày hôm sau á là tổ chức ăn mừng vẫn tức là nhậm chức ở tòa nhà trắng nhưng ngày hôm sau vẫn cứ ra ngoài quốc hội công khai một lần nữa và tổ chức ăn mừng vào ngày 21 tức là ngày chủ nhật thì phải dời tức là ăn mừng đủ thứ hết sang ngày 21 đó là tu chính án thứ 20 Nên năm nay đó Lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden là vào ngày 20 tháng 1 thứ tư. Thì quý vị cũng đã biết rồi, nào là an ninh rồi gì rất là khó khăn. Nó không có phải giống như kỳ trước. Những kỳ trước á, để tổ chức ăn mừng ngày nhậm chức á, họ đâu có sợ an ninh cho nên là cái vị đắc cử mời người này người nọ công khai rồi chỗ ở của vị đắc cử thường thường nó gọi là playhouse là cái nhà khách đó, thì cũng được uh, là long trọng lắm nhưng năm nay thì không biết nó như thế nào vì vấn đề an ninh mật vụ yêu cầu tổng thống Joe Biden không có tiết lộ chỗ ở luôn dầu rằng là tổng thống Trump á theo thủ tục bây giờ đã mời ông Joe Biden đến nghỉ ở nhà khách gọi là the playhouse nhưng mà đó là nhận thì cứ nhận đó nhưng mà có ở đó hay không mình cũng không biết. Tại vì họ sợ cái chuyện đặt bom này nọ rất là nhiều. Nên tình hình an ninh của thủ đô về bên quốc gia đã điều động về tới đó suýt soát lên tới 20 21.000 người rồi. Vậy thì cái vấn đề cả mọi người chú ý về thủ đô Washington đó thưa quý vị là một sự kiện rất đặc biệt năm nay nó không có nằm trong cái tiến trình từ xưa tới nay và quý vị đang chứng kiến họ gọi là history in the making là chứng kiến lịch sử đó năm nay là lịch sử sẽ được ghi lại trong sử sách thưa quý vị chắc chắn là như vậy chắc chắn là như vậy tôi tường trình với quý vị lịch sử của nước mỹ từ ngày lập quốc khi Tổng thống George Washington nhậm chức là ngày 30 tháng 4 năm 1900, xin lỗi, 1793. Sau đó thì họ đổi lại thì thành là ngày 4 tháng 3. Rồi tu chính án thứ 20 được ra đời dưới thời Tổng thống Franklin Roosevelt được đổi lại ngày 20 tháng 1 năm 2020 tháng 1. Nhưng năm nay đã cái biến cố này nọ đó thì không biết sau này họ có rút ngắn lại thời gian nữa hay không để gọi là giải quyết cái vấn đề cái thời gian vịt què lên đất giải quyết cái vịt què vì họ thấy tổng thống donald trump sử dụng cái thời gian như vậy đã làm cho những cái gì xáo trộn khai thác nó tối đa nên là có thể lại một cái hình thức tu chính để đưa cái ngày nhậm chức sớm hơn có thể Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn gia đình và góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 17 tháng 1 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.